Xin chào quý vị, mời quý vị đến với thông tin về tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Theo thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, cập nhật từ 18 giờ ngày 2 tháng 12 năm 2021 đến 18 giờ ngày 3 tháng 12 năm 2021. Bệnh nhân COVID-19 đang điều trị 11.532 ca, trong đó, tại các cơ sở thu dung điều trị COVID-19 1.114 ca, điều trị bệnh nhân nặng và nguy kịch tầng 3 là 171 ca tại bệnh viện đa khoa tỉnh. Nhẹ 46, trung bình 44, nặng 34, nguy kịch 47. Có 46 ca nhẹ và 44 ca trung bình đã thực hiện hội chẩn, sẽ phân loại tình trạng bệnh để chuyển tầng điều trị theo cấp độ bệnh điều trị bệnh nhân trung bình và bệnh nền. Tầng 2 là 220 ca. Không triệu chứng 43, nhẹ 32, trung bình 135, nặng 10. Cụ thể, trung tâm y tế bến Cầu 34 ca, Trung tâm Y tế Trảng Bàng 28 ca, Trung tâm Y tế Tân Châu 41 ca, Bệnh viện Lao và Bệnh Phổi 11 ca, Bệnh viện Giá Chiến Phước Đông Gò Dầu 106 ca. Có 43 ca không triệu chứng, 32 ca nhẹ sẽ được thăm khám, phân loại mức độ, tiếp tục điều chuyển xuống tầng 1 để theo dõi và điều trị. 10 ca nặng đã thực hiện hội chẩn, sẽ phân loại tình trạng bệnh để chuyển tầng điều trị theo cấp độ bệnh. Điều trị bệnh nhân không triệu chứng, tầng 1 là 723 ca, không triệu chứng 499 nhẹ 205 trung bình 19 cụ thể huyện Bến Cầu 130 ca, huyện Châu Thành 6 ca, huyện Dương Minh Châu 1 ca, huyện Tân Châu 9 ca, thành phố Tây Ninh 149 ca, thị xã Hòa Thành 81 ca, Gò dầu 87 ca, Tân Biên 86 ca, bệnh viện Cao Vàng Chí, cũ 109 ca, bệnh viện Giải chiến khu công nghiệp Thành Thành Công 65 ca có 205 ca nhẹ đã thực hiện hội chẩn, sẽ phân loại tình trạng bệnh để chuyển tầng điều trị theo cấp độ bệnh. Điều trị F0 tại nhà 10.418 ca, không triệu chứng 10.206, nhẹ 212. Cụ thể, huyện Bến Cầu 1.078 ca, huyện Châu Thành 1.459 ca, thị xã Trảng Bàng, 1.231 ca, huyện Dương Minh Châu 1.266 ca, huyện Tân Châu 365 ca thành phố Tây Ninh 1.877 ca, thị xã Quà Thành 1.240 ca, huyện Gò Dầu 1.562 ca, huyện Tân Biên 340 ca. Số bệnh nhân đã điều trị khỏi và xuất viện trong ngày 3 tháng 12 năm 2021, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 2.625 ca. Tính từ đầu dịch đến 18 giờ ngày 3 tháng 12 năm 2021, tổng cộng có 29.040 bệnh nhân đã được điều trị khỏi và xuất viện. Thưa quý vị, trong giai đoạn hiện nay để ngăn chặn nhanh việc biến chứng trở nặng và giảm thiểu tình trạng tử vong do nhiễm COVID-19. Việc tiêm vaccine ngừa COVID-19 là một trong những biện pháp tối ưu nhất. Chính vì vậy, tiêm vaccine phòng COVID-19 là quyền lợi đối với bản thân, là trách nhiệm đối với cộng đồng. Theo các chuyên gia y tế, vaccine tốt nhất chính là vaccine được tiêm sớm nhất. Thông điệp của Tổ chức Y tế Thế giới cũng đã nhắn gửi, hãy tiêm bất kỳ loại vaccine nào có sẵn khi đến lượt. Vừa rồi là thông tin về tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19 cảm ơn quý vị đã lắng nghe thông tin tôi là mc ảo của đài phát thanh và truyền hình tây ninh thân mến chào tạm biệt